Đây là một miếng gà rán KFC và nó dở tệ. Để chứng tỏ điều đó thì hôm nay mình sẽ tự làm gà rán và sau đó sẽ để vào đầu bếp nếm thử và nhận xét gà của mình ngon hơn hay là gà KFC ngon hơn. Mình lập tức đi mua những nguyên liệu tốt nhất và bắt tay vào làm. Đầu tiên thì phải ướp gà. Thời gian ướp gà là 6 tiếng nhưng vì không có thời gian nên mình chỉ ướp 6 phút. Chuyển sang bước tiếp theo, làm bột chiên. Vì không có cân nên là mình chỉ ướp lượng bằng cảm giác. Thêm một ít baking soda, muối, bột ớt và bột tỏi. Tới đây thì mình vẫn rất tự tin về khả năng nấu nướng siêu phàm của mình. Sau đó thì chia bột làm hai phần, cho nước và hai trái trứng vào. Mình cho hơi nhiều nước nhưng mà chắc cũng không sao. Bây giờ mới tới phần chiên gà. Lấy gà nhúng vào bột trứng. Vì bột quá lỏng nên mình chỉ dính được một lớp mỏng. Tiếp theo thì nhúng vào bột khô. Nhưng có gì đó sai sai. Mình quyết định sẽ nhúng hai lớp bột cho chắc ăn. Bật bếp cho dầu ăn và cho gà vào. Mình đợi một lúc sau thì gà có màu vàng tối. Đây chắc chắn là một dấu hiệu tốt. Lớp bột khá dày và cứng như vậy thì càng tốt. Và đã đến phần quan trọng nhất là thử vị và so sánh. Vì không tìm được đầu bếp nên mình lại nhờ ai ngày ăn thử. Đầu tiên là gà KFC. Và bây giờ thì đến gà của mình làm. Mình hồi hộp chờ đợi và quyết định cuối cùng là cái này ngon hơn. Nhưng mà cái này ngon hơn. Và bài học mình rút ra là có làm thì mới có ăn.